Nguyễn Thị Oanh được tặng thêm căn nhà và nhiều tiền thưởng. Chỉ trong 2 ngày thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, Nguyễn Thị Oanh giành được 3 huy chương vàng điền kinh cho Việt Nam ở các cự ly 5.000m, 1.500m và 3.000m chướng ngại vật. Trong chiều 9 tháng 5 vừa qua, chân chạy người Bắc Giang mang về 2 tấm huy chương liên tiếp ở nội dung 1.500m và 3.000m chướng ngại vật, chỉ cách nhau khoảng 30 phút. Ghi nhận sự nỗ lực của Nguyễn Thị Oanh, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đến thăm và chúc mừng gia đình nữ vận động viên tại thôn Nhuần, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Bên cạnh việc thăm hỏi, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang còn trao thưởng 70 triệu đồng và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho nữ vận động viên sinh năm 95. Cũng nhân dịp này, đại diện liên doanh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Bắc Giang tặng Nguyễn Thị Oanh một căn nhà trị giá 700 triệu đồng. Các chi phí cải tạo nhà ở, điều kiện sinh hoạt của gia đình sẽ được một đơn vị trong tỉnh tài trợ. Trước đó, tập đoàn Thaco gửi thư đến ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam ngỏ ý trao tặng chiếc xe trị giá 900 triệu đồng cho Nguyễn Thị Oanh. Ngay trong tối 9 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh đã nhận 50 triệu đồng tiền thưởng từ đơn vị đồng hành sau khi hoàn thành phần thi của mình. Ngoài ra, đích thân Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tặng thưởng 50 triệu đồng cho Nguyễn Thị Oanh. Nguyễn Thị Oanh còn nhận mức thưởng theo quy định là 45 triệu đồng một huy chương vàng. Cô cũng nhận thưởng nóng 69 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Oanh với 3 tấm huy chương vàng đã có 374 triệu đồng, một xe ô tô 900 triệu đồng, một căn nhà trị giá 700 triệu đồng. Theo lịch thi đấu, chiều 12 tháng 5, Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung 10.000m. Đây cũng là lần đầu tiên cô đăng ký tham gia thi đấu ở cự ly này.